năm 2019 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, nhà hát ca mối nhạc Biển Xanh sẽ biểu diễn chương trình nghệ thuật giới thiệu những ca khúc chọn lọc của nhạc sĩ Việt Trãi. Chẳng cứ có mưa qua lạnh thêm gắng nhỏ, chẳng cứ phải thơ đau mượn dù trên phím ngà, từng dấu nhớ đưa ta bước lang thang trong mơ, tìm lối cũ trăng xưa nơi vườn có tiếng chim gợi nhớ đến khôn khuây về. Xôn xao hỏi gió có lần tiếp theo đây sau đây thì tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn và xin được mời hai đại diện sự đã sẵn sàng để trao những phần quà. Đầu tiên chúng tôi xin mời đại diện tập đoàn Sạc Tâm ông Sư Ngọc Quang, phó tránh văn phòng tập đoàn Sạc Tâm trao tặng số tiền là 30 triệu đồng. Sự trân trọng kính mời ông. Lòng anh xanh ngày mới. Lòng tôi khát khao. Tiếp theo xin được trân trọng cảm ơn và xin được kính mời đại diện công ty cổ phần đầu tư xây dựng Greenland, bạn Đặng Thị Bích Trân, giám đốc cơ sở để sinh thái Cát Bà tại thị trấn Đặng Đánh, huyện Đánh Linh, trực thuộc công ty cổ phần đầu tư Greenland, trao tặng số tiền là 20 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bích Thành, ông Võ Ngọc Cường trao tặng số tiền là 10 triệu đồng. Xin được trân trọng kính mời ông. Xin được trân trọng cảm ơn ông. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn và kính mời đại diện Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý trao tặng số tiền là 10 triệu đồng. Ca ba rụng giá. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn công ty cổ phần thủy điện Đa Kỳ, Đặc Mật Đa Kỳ trao tặng số tiền là 5 triệu đồng. Bài ca quan trung hát vang trong. Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn và kính mời lên sân khấu đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, ông Nguyễn Văn Hồng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết trao tặng số tiền là 5 triệu đồng. Kính thưa quý vị, ngoài trao tặng mảnh đất từ Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, còn trao tặng số tiền là 5 triệu đồng tại chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết và xin được trân trọng cảm ơn và kính mời lên sân khấu đại diện Công an tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Hải Dương, bí thư đoàn thanh niên Công an tỉnh Bình Thuận trao tặng số tiền là 5 triệu đồng. Xin được trân trọng kính mời ông. Tiếng reo thông. Xin được trân trọng cảm ơn đại diện Công an tỉnh Bình Thuận. Quý vị thân mến, ngoài ra còn có các đơn vị ủng hộ kinh phí nhưng vì điều kiện xa xôi nên không thể tham dự và trao quà trực tiếp trong ngày nay. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Hàng Tân Thế Kỷ 21, Mỏ Đá Chim Resort Spa ủng hộ 5 triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Minh, chủ nhiệm câu lạc bộ Pia Duy Sơn 3 triệu đồng. Và xin được cảm ơn lãnh hoa chúc mừng của nhạc sĩ Võ Cường, chủ đoàn các nhà sản phẩm Đắk Nông. Và hiện tại tổng kinh phí cho tới thời điểm này là 133 triệu đồng. Và ban tổ chức cũng như gia đình của nhà sĩ Việt Trãi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến quý công ty, các công ty, các cá nhân đã nhiệt tình ủng hộ kinh phí xây dựng nhà ở cho nhà sĩ Việt Trãi. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Ngô Minh Chính, tuyển thủ viên, giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch thay mặt ban tổ chức để dành tặng những bó hoa, những lãng hoa tình cảm để cảm ơn các đơn vị, các cá nhân đã tài trợ để xây nhà cho nhà sĩ Việt Trãi cũng như là chương trình của ngày hôm nay. Tôi xưa khởi nghiệp dầm mưa dãi nắng,
trên những con đường đến với nông trường. Đêm nay trên đồi Silis nhớ lại đường thôn cấp phối, sỏi đá hai vai mồ hôi chảy dài. Ngày tháng đó Thánh Linh ơi, làm sao tôi quên, làm sao tôi quên hàng ngày sương gió nắng mưa đời hợp tác sẽ cho sóng biển, biển hát rung câu ca tình thu theo gió ngàn. Ngày tháng qua bên nhau dấu yêu ơi nơi đâu để có